ứa nước mắt trước lời chia sẻ của người đàn ông cùng lúc mất đi 5 người thân sau vụ lũ quét ở làng Nủ. Quà em không lấy đâu, lấy về còn con đâu mà ăn. Quà kia em không lấy đâu. Lấy về bây giờ các quà các thứ, lấy về các con có đâu mà ăn. Một luồng trắng xóa nó ủ phát, nó không đến tầm 5 phút mà cả nửa làng đi hết. Em nhảy xuống theo suối nhưng mà họ ngăn. Xót xa vô cùng, muốn nhảy đi tìm vợ, tìm con, tìm mẹ thôi. Mẹ này tìm thấy này, vợ với hai đứa con, còn một đứa con không tìm thấy. Bây giờ chỉ mong ra tìm thằng cu thôi, để chôn cất với các chị với mẹ nó.